Nhà đất Minh Tiến Tiền Giang xin kính chào quý cô chú anh chị. Thì đây là trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Tiếp nè anh chị ơi. Đó, thì đây là một trong những trường cấp 3 lớn nhất ở khu vực này nha anh chị ơi. Còn đây là đường tỉnh lộ 866 nha anh chị. Và ngay cái hẻm đó là hẻm ô tô anh chị, rộng 2m rưỡi 3m thì xe du lịch mình vào được. Thì hôm nay em giới thiệu với anh chị là một căn nhà giá rẻ của dân nha anh chị ơi. Đó, và rất là rộng rãi luôn anh chị. Thì em đã vào trong nhà rồi nè anh chị. Mình đi vô là tầm khoảng 80m thôi nha anh chị. Đó, từ cái trường đó vô đây 80m thôi anh chị ơi, rất là gần nha. Sát bên đường lớn luôn nè anh chị. Thì đây là ngôi nhà của mình nha anh chị. Đó, dân cư đông đúc hiện hữu, đường này là đường thông, đường công cộng nha anh chị ơi. Đó, thì đây đường lộ nhựa, thì đây nhà của mình rất rộng rãi. Vị trí của mình á, thì vị trí tính từ cái trụ này nè anh chị, ngang qua tới cái hàng rào của anh ta luôn. Đó, ngang qua tới đây luôn nè anh chị, là ngang là 9m2 luôn anh chị ơi. Đó, tới cái trụ bê tông này luôn nè. Đó, ngang qua là 9m2, sâu vô á là một cạnh 33, một cạnh 34 nha anh chị ơi. Đó, tổng diện tích 295m2 luôn. Đó, dân cư đông đúc nè anh chị, nhà dân quá trời luôn. Ở đây là điện nước đầy đủ nha anh chị. Địa chỉ nằm ở là ấp Tân Quế, xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang nha anh chị ơi. Thì đây là ngôi nhà của mình nha. Đó, nói chung là chủ kẹt tiền nên bán lại cho mình. Đó, nhà của mình với lại bên hông có thêm miếng đất nữa nha anh chị. Đó, nhà này thì là nhà dân xây cực kỳ kiên cố luôn anh chị ơi. Đó, có dán gạch này nữa kia với lớp la phong sẵn cho mình luôn nha anh chị. Thì nói chung nhà dân, nhà cũ nha anh chị ơi. Nhà cũ khoảng 80% ha. Ở phía ngoài này thì được dán gạch đầy đủ hết nha anh chị. Đó, về thì mình có thể là mình sơn sửa lại một chút. Mình dọn cỏ phía trước nè anh chị. Cái sân này là đậu được khoảng là 3-4 chiếc du lịch là bình thường nha anh chị. Tại chiều ngang tới 9 mét mấy lận. Đó, thì mình về mình thay cái bộ cửa, rồi mình lắp cửa sổ, rồi mình sơn phết này lại chút xíu là nhà này đẹp như mới nha anh chị ơi. Đó, mình lắp thêm cửa này nữa kia ha. Thì nhà mình sẽ có là một cái phòng khách như thế này. Đó, hai phòng ngủ, một cái phòng sinh hoạt chung, với lại là một bếp. Phía sau là còn dư đất phía sau nữa nha anh chị. Đó, phía sau là còn dư đất luôn. Đây, đây là cái phòng ngủ của mình nè anh chị. Đó, phòng ngủ của mình thì cũng có cửa sổ nè. Nói chung nhà này á, là xây theo kiểu nhà dân ở quê. À, nhà cấp 4 và dân ở quê cho nên là sẽ có cửa sổ rất là nhiều, rất là thoáng nha anh chị ơi. Đó, có hai phòng ngủ đàng hoàng cho mình luôn, thích hợp cho gia đình mình khoảng 6-7 thành viên mình ở thì vẫn rất là ok nha anh chị. Và nhà của mình đặc biệt là cũng còn khá là mới nha anh chị ơi. Đó, đây là nhà bếp của mình nè anh chị. Đó, nhà bếp của mình luôn. Đó, ở đây thì điện nước đầy đủ anh chị yên tâm nha. Đó, đây là cái phòng sinh hoạt chung nè anh chị. Mình có thể mình tối mình đậu xe máy trong này nè anh chị cũng được ha. Hoặc là mình làm cái phòng khách ở đây, còn cái phòng bên kia mình làm cái phòng thờ cũng được nữa. Nói chung là nhà rộng rãi lắm anh chị. Và diện tích đó của mình là 295m2. Thì trừ cái lộ giới ra thì phía trong này sẽ là thổ cư nha anh chị ơi. Nhà mình sẽ có nhà tắm toilet riêng như thế này luôn. Phía sân sau rất là rộng rãi ha. Mình làm đám tiệc này nữa kia thì cũng khá là ok. 295m2 thì có 220m2 là đất thổ cư nha anh chị ơi. Đó, nhà dưới quê là có thổ cư đàng hoàng hết cho mình, sổ hồng riêng hướng đông nam nha anh chị. Phía sau này là mình còn dư miếng đất để mình trồng dừa nè anh chị. Đó, trồng dừa với lại có cái mương nước phía sau này để mình thoát nước nha anh chị. Đó, trời mưa này kia không có sợ ngập nha. Đó, có điện, có nước, có đường thoát nước là đầy đủ hết cho mình luôn, có tường bao quanh luôn nè anh chị. Có tường xi măng bao quanh cho mình luôn nha anh chị. Đó, phía sau còn dư miếng đất để mình trồng cây ăn trái, trồng rau gì đều được hết nha anh chị. Và cách trường học là chỉ có 80m thôi. Mình đi khoảng 3 đến 4 phút là mình đến với chợ Tân Hòa Thành. Cũng như là mình đi đi về chợ Phú Mỹ á, là tầm khoảng là 1,7 cây số nè. Rồi gần với chợ Củ Chi nè. Nói chung là dân cư đông đúc, chợ búa xung quanh rất là nhiều nha anh chị. Đó, phía này là tới cây dừa đó cũng là miếng đất của mình luôn nha anh chị ơi. Ngang tới 9m2 lận. Thì đất của mình á, mà ra ngay chỗ quốc lộ 1A đó tầm khoảng là 8 cây số nha anh chị. Còn mình ra cái chỗ khu nghiệp Tân Hương là khoảng 5 cây số ha. Về Sài Gòn khoảng 55-60 cây nha anh chị. Đó, anh chị cứ kết bạn Zalo với em thì em sẽ cho anh chị xem sổ hồng cũng như là vị trí đất, gửi anh chị cái định vị đất ở đâu luôn. Đó, đường thì đường rộng 2m rưỡi 3m, ô tô mình vào tới nhà nha anh chị. Này là mình về mình sơn sửa lại này nữa kia một chút xíu ha. Thì nhà này cũng như mới nha anh chị yên tâm nha. Thay bộ cửa này, bộ cửa này cũ rồi. Đó, rồi lắp cửa sổ nè. Đó, anh chị muốn lắp đặt cái gì nữa thì cũng rất ok. Đây lắp máy lạnh cũng được nha anh chị. Phòng cũng khá là kính ha. Đó, mình vô một thêm một số nội thất nữa là coi như nhà này là siêu đẹp luôn nha anh chị. Nhà đặc biệt là rất là rộng rãi nha anh chị. Đó, để em mở cái cửa bên hông này cho anh chị xem ha. Thì theo kiểu xây theo kiểu ô vuông vòng nên anh chị, có chừa một cái phía bên hông này. Đó, để mình nếu mà mình có đám tiệc đãi thì cũng rất là thoải mái nha anh chị ơi. Và đặc biệt là nó gần với trường học nữa thì mình con cháu mình đi học cũng gần.
giá là 1 tỷ 150 triệu nha anh chị ơi, đã giảm giá sâu rồi nha, lúc trước kia 1 tỷ 350, giờ giảm 200 triệu rồi, 1 tỷ 150.